chấp ngân thù. Chân dung Ram Rai Say, đảng trưởng Đảng Cứu Quốc Campuchia, RP. Chắc mọi người cũng không lạ gì Sam Ran Say, lãnh đạo đảng Ran Say Campuchia, thường xuyên có những phát ngôn chống Việt Nam, ủng hộ Trung Quốc, đặc biệt trong các vấn đề nhạy cảm như vấn đề Biển Đông. Thế nhưng, có thực sự hắn đang là tay sai của Trung Quốc như nhiều người vẫn lầm tưởng? Không, mục tiêu của hắn đơn giản hơn nhiều. Về tiểu sử, ít nhiều đã tiết lộ về Sam Ran Say. Sinh ra trong một gia đình quý tộc, sống khá dễ chịu trong ô bảo hộ của thực dân Pháp. Gia đình ông ta là một trong số những gia đình quý tộc ít ỏi của Campuchia được sống sung sướng dưới thời này. Họ ăn bổng lộc Pháp và dĩ nhiên nói luôn tiếng Pháp. Cha hắn từng là đại sứ Campuchia dưới thời Campuchia trở thành chính quyền trung lập sau Hiệp định Geneva. Sau một vụ bê bối ở sứ quán tại Anh buôn lậu hồ tiêu, ông ta bị bất tín nhiệm và bị về nước. Ông ta ngay lập tức lập ra một tờ báo thân phương Tây và dự định thành lập một đảng đối lập ở Campuchia. Sau đó bị trục xuất khỏi Campuchia, cha của Ran Say chuồn sang Việt Nam Cộng Hòa và sống lưu vong dưới sự bảo trợ của Ngô Đình Diệm và phong trào chống chính quyền trung lập Sihanouk tên là Khmer Seri. Như vậy, các bạn có thể thấy được xuất thân của gia đình hắn như thế nào. Đó là một gia đình có truyền thống gắn lợi ích với thực dân và được các chế độ thực dân bảo vệ, trong đó có chế độ Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Ngô Đình Diệm. Sam Ran Say được tiếp xúc với giáo dục phương Tây, nói tiếng Anh, tiếng Pháp và được sự hỗ trợ về tài chính lớn từ phương Tây qua các tổ chức trung gian. Điều đó tiết lộ rằng hắn đang làm việc cho ai chứ không như nhiều người suy đoán. Sau khi chế độ diệt chủng Pol Pot bị tiêu diệt bằng sức mạnh của nhân dân Việt Nam và lực lượng Campuchia yêu nước, cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Nam bắt đầu rút quân về nước, mở đường cho kết thúc chiến tranh và tổng tuyển cử trên Campuchia. Lý do hòa giải dân tộc và tổng tuyển cử đã khiến cho lực lượng thân phương Tây, thân Trung Quốc, thậm chí là các thành phần Pol Pot. Lưu ý cho là các bạn, trong giai đoạn này, lực lượng chống Việt Nam được hậu thuẫn hiệu quả từ phương Tây cả về vũ khí và tài chính, đều có mặt trong Quốc hội Campuchia, dù ít hơn hẳn Hun Sen. Đó chính là mầm mống của sự gia tăng lực lượng chống Việt Nam trên báo chí và thậm chí cả là trên ngoại giao của Campuchia ngày nay. Cũng là một trong các lý do giải thích tại sao tại những phiên tòa có việc hoãn xét xử tội phạm diệt chủng tại Campuchia, sống lưu vong cùng gia đình mấy chục năm ở trời Tây khi đất nước Campuchia đang thời kỳ loạn lạc và đau khổ nhất, không đóng góp được gì cho đất nước. Thế mà khi Ran Say trở về đất nước, ông ta không che giấu ý định là để lật đổ Hun Sen. Một trong các vấn đề ông ta thường xuyên công kích đó là mượn cớ Hun Sen thân Việt Nam và vấn đề biên giới để hạ bệ đối thủ. Tuy nhiên, ông ta cực kỳ ít khi sử dụng vấn đề biên giới phía Tây với Thái Lan hơn nhiều so với Việt Nam. Tại sao lại là Việt Nam? Phren Vihan và giao tranh tại đó còn bức thiết hơn nhiều vấn đề tại Việt Nam. Như vậy có thể suy đoán thấy, người này được đào tạo từ phương Tây và trở về với mục tiêu không đâu khác là tránh các đồng minh phương Tây và công kích vào đối tượng chính Việt Nam. Báo chí phương Tây cũng liên tục dành cho hắn những lời lẽ ca ngợi, nào là người giải cứu đất nước, trở về với tự do, dày đặc trên BBC, CNN. Có lý do nào một tay sai Trung Quốc lại có thể được tôn vinh với lời lẽ tuyệt vời như vậy trên đài báo phương Tây, vốn không lấy gì làm yêu thích sự trỗi dậy của Trung Hoa? Thêm một thông tin nữa, cuộc bầu cử gần đây nhất, sau thất bại trước đảng của Hun Sen, Liên minh đối lập ủng hộ Ran Say đã sang Mỹ để xin lỗi người ủng hộ tại Mỹ, nhấn mạnh cho các bạn, tại Mỹ. Vậy thì một tay sai Trung Quốc đang được ai ở Mỹ ủng hộ vậy? Vậy tại sao hắn lại liên tục có những phát ngôn phủ nhận lịch sử, vai trò của Việt Nam trong lịch sử Campuchia hiện đại và công kích Việt Nam trong các vấn đề nhạy cảm như vấn đề Biển Đông? Thứ nhất, việc thúc đẩy sự đối địch với Việt Nam ở Campuchia có lợi cho phương Tây trong việc lôi kéo Việt Nam vào vòng tay của họ. Rất đơn giản, những phát ngôn ủng hộ Trung Quốc xung quanh khu vực ASEAN và ngay từ chính láng giềng buộc Việt Nam phải tìm sự ủng hộ từ các quốc gia khác đang gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, trong đó có Mỹ. Đổi lại, Mỹ sẽ ra các điều kiện để can dự và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thứ hai, song song với các lực lượng ủng hộ Trung Quốc, ủng hộ phương Tây còn tồn tại trong chính phủ hòa giải của Cam ngày nay. Những tuyên bố chống Việt Nam của họ chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận
và cộng hưởng nhằm gia tăng áp lực chính trị, tấn công vào chính quyền Hun Sen và mục tiêu cao nhất là tiêu diệt chính quyền này. Kẻ thù không lấy gì làm dễ chịu án ngữ ở Campuchia ngăn cản quyền lợi của các cường quốc hàng chục năm qua. Thứ ba, phủ nhận vai trò của Việt Nam trong lịch sử chính là phủ toẹt sự dính líu nhơ bẩn của phương Tây với chế độ diệt chủng Pol Pot. Điều này là điều phương Tây vẫn thường ngại mỗi khi nhắc tới, mỗi khi có phiên tòa xét xử phạm nhân. Thế nên họ, Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và phương Tây luôn cố gắng gây áp lực, trì hoãn chúng. 5. Cuối cùng, sự mua chuộc của Trung Quốc với các chính quyền ASEAN đang ngày càng nhiều là mối lợi không thể bỏ qua. Ông ta đang muốn bánh vẽ cho dân Cam thấy rằng ông ta chứ không phải Hun Sen đang sẽ là một người mang lại một tương lai mới cho Campuchia trước bối cảnh trỗi dậy của Trung Quốc, và ít nhiều nhận được sự ủng hộ của dư luận từ cường quốc này. Đó chính là mục đích của chúng khi chúng ta tự đẩy mình vào thế đối đầu với các dân tộc khác và làm chúng ta suy yếu. Phát biểu ủng hộ Trung Quốc của ông ta không nằm ngoài mục đích cô lập Việt Nam, để Việt Nam ngả vào tay những kẻ đang cố vay vãn, và bên cạnh đó tấn công vào chính quyền Hun Sen vốn đang cố gắng đảm bảo sự yên ổn cho Campuchia. Đừng quên rằng những năm 70-80 chúng ta đã phải vất vả như thế nào mới tiêu diệt được chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu nguy cho dân Campuchia và ủng hộ một người chúng ta có thể tin tưởng lên nắm chính quyền. Sự vất vả đó phần nhiều tới từ sự ủng hộ không biết mệt mỏi của Trung Quốc với Pol Pot và sự nhiệt tình của phương Tây trong việc nuôi dưỡng các nhóm vũ trang dọc biên giới Thái Lan. Kẻ muốn cô lập Việt Nam hiện nay ngoài Trung Hoa còn có kẻ không xa lạ vào thời điểm ấy. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người